hôm nay mình sẽ tập hợp và giới thiệu cho mọi người một con sản phẩm tên là K5 nha mọi người. Đây là một sản phẩm mà bên công ty mình mới nhập về là khoảng mấy ngàn con lận, cho nên là mọi người yên tâm mà không sợ hàng nha. Và đây là rất là tiện dụng mọi người, đây là máy khử khuẩn có khả năng là diệt các vi khuẩn vi khuẩn xung quanh mình. Đây này, đây là cái chỉ vi cực tím, có chứa khoáng là vi tím và nó sẽ không bùng ra. Đây là bình chứa nhiều vi khuẩn và đây là cái nước bấm khi nhận mọi người, chỉ còn một nước bấm thôi là mọi người đó khử khuẩn rồi đó. Đây là theo hai cấp độ nha mọi người, và đây là có ổ ổ cắm sạc và có tặng kèm cái sạc cho mình luôn, cho nên là mình khỏi lo cho mọi người. Đây chỉ còn một nước bấm, mọi người cùng xem là nó như thế nào nữa này. Đây là cấp độ vừa nha mọi người. Đây, và đây là cấp độ nặng. Xịt rất là xa luôn. Mọi người chỉ cần bấm một cái thôi là mọi người có thể khử khuẩn trong nhà nè, các tay cầm cửa nè, hoặc là mọi người đi gặp shipper, mọi người là hình vô hàng hóa nè, xịt vô mọi đồ vật xung quanh mà mình cảm thấy là nó có chút bụi bám vào, xịt vô cục rác kiểu. Đây, đó là ổn mọi người. Đây, mọi người đây này, bên mình có hỗ trợ luôn nước khử khuẩn, rất là tiện lợi nha mọi người. Đó, và nếu mà mình muốn ấy thì mình đút vô thôi. Đã. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người muốn mua thì để lại comment nhé. Hãy subscribe.